Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 online trưa ngày hôm nay. Lại xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng giữa những người ruột thịt trong cùng một gia đình, mà nguyên nhân cũng từ việc thiếu kiểm soát hành vi khi mà đã có hơi men trong người. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 4 vừa qua, sau khi đi đám về, Tống Văn Tâm sinh năm 1983, trú tại ấp 5, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện chiếc xe máy của mình mới mua bị Tống Phước Lộc là con ruột của Tâm tháo bỏ hết vỏ máy nên cả hai xảy ra cự cãi. Do trong người có rượu, không kiềm chế được bản thân, Tâm đã lấy một con dao tại giếng nước trong nhà rượt đuổi Lộc. Khi chạy ra ngoài đường được khoảng 40 mét thì cả hai cùng dừng lại, Lộc quay lại xông về phía Tâm, còn Tâm chạy tới và cầm con dao chỉ thẳng trúng vào cổ Lộc. Sau đó Lộc đã tử vong tại bệnh viện. Hiện công an huyện Tháp 10 đang tạm giữ hình sự Tống Văn Tâm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người. Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,6 kg ma túy các loại. Trước đó, công an quận Lê Chân phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Quang Huy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa nhà số 180 Miếu 2 xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thu giữ 9 gram ma túy loại methamphetamine và 1.860.000 đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Huy, thu giữ thêm gần 20 gram methamphetamine. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an khám xét chỗ ở của Đồng Văn Dũng tại quận Ngô Quyền, thu giữ một bánh heroin, 1,2 kg ma túy tổng hợp. Tổng lượng ma túy thu giữ của hai đối tượng là hơn 1,6 kg ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, Đồng Văn Dũng và Nguyễn Quang Huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn tại tỉnh Sơn La, công an huyện Sông Mã cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, tại khu vực bản Nà Hin 2, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ Sộng A Dua và Hoàng Văn Hùng cùng chú tại xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ tại chỗ 5 bánh heroin, một xe máy cùng một số vật chứng có liên quan khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 400 viên hồng phiến và 471 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ. Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của gần 100 người chơi hụi số tiền hơn 30 tỷ đồng, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, vừa bị công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Nguyễn Thị Mỹ Linh làm chủ cầm cái hụi, mở nhiều dây hụi trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Với thỏa thuận, mỗi dây hụi có 12 người chơi, theo đó người chơi nộp đủ 12 tháng. Trên thực tế, có những dây hụi chỉ có từ 5 đến 8 người chơi, nhưng Linh vẫn nói dối là dây hụi có đủ 12 người, để người chơi phải nộp đủ 12 tháng. Có những dây, người chơi đóng đủ tiền của 12 tháng nhưng Linh vẫn không cho lấy hụi và yêu cầu người chơi phải tiếp tục góp tiền để chiếm đoạt, sau đó thì vỡ nợ. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã chiếm đoạt của 96 người chơi số tiền hơn 30 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hồ Kiều Tho, sinh năm 1983, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại nhà của Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1985, trú tại phường Long Châu, thị xã Tân Châu, chị Nguyễn Thị Thúy Linh đã gặp Hồ Kiều Tho. Trong lúc ngồi chơi nói chuyện, chị Linh đã chuyển tiền cho một vài người bạn bằng ứng dụng trên điện thoại. Tho ngồi phía sau chị Linh nên nhìn thấy và biết được mật khẩu để vào ứng dụng. Đến 19 giờ cùng ngày, khi đang tổ chức ăn nhậu, Tho đã mượn điện thoại của Linh để ra ngoài gọi điện cho người thân, rồi đăng nhập vào ứng dụng chuyển tiền để trộm 6 triệu 400.000 đồng chuyển vào tài khoản cho con ruột của Tho. Tại cơ quan công an, Tho khai nhận do đam mê cờ bạc nên đã lấy trộm số tiền trên để đánh bạc. Với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 10 đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố để xử lý trước pháp luật. Vào cuối tháng 3 năm 2023, công an huyện Nhân Trạch phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Mẫn, 61 tuổi, trú tại xã Phước Khánh, huyện Nhân Trạch, tổ chức hai sòng đánh bài tứ sắc tại nhà riêng cho 9 con bạc đều là nữ cùng chú tại địa phương tham gia để thu tiền sâu. Tăng vật thu giữ là hơn 43 triệu đồng, 12 bộ bài tứ sắc và một bìa cắt tông dùng để làm chiếu bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trước đó, lực lượng công an phát hiện bên trong điện thoại của Phạm Ngọc Thuận, sinh năm 1979, có nội dung cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với nhiều con bạc khác trên địa bàn nên tiến hành xác minh và xác định các đối tượng gồm Phạm Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Tân, Thái Cường,
cùng chú tại thành phố Vĩnh Long có tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền. Tổng số tiền mà các đối tượng cá cược là trên 90 triệu đồng. Sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả mua trên mạng xã hội. Một lái xe trú tại thành phố Hải Phòng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương phát hiện khi chạy quá tốc độ trên quốc lộ 5, địa phận xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành. Quá trình kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 15C32040 vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định, lái xe là Đinh Văn Linh sinh năm 1989 trú tại thành phố Hải Phòng, xuất trình một giấy phép lái xe ô tô hạng D do Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cấp. Qua kiểm tra và đối chiếu dữ liệu, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe có dấu hiệu giả mạo. Tiến hành làm việc, lái xe Linh khai nhận sử dụng thông tin của bản thân để mua giấy phép lái xe giả qua mạng xã hội Facebook với giá 4 triệu đồng, mục đích sử dụng để điều khiển xe và khi cần sẽ xuất trình để tránh việc bị lực lượng chức năng xử phạt vì không có giấy phép lái xe. Trạm kiểm soát giao thông ngã Ba Hàng đã lập biên bản vụ việc, bàn giao Linh cùng tăng vật và phương tiện cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, thông thường trên mỗi chiếc tàu ra khơi đánh bắt hải sản dài ngày thì đều được ngư dân trang bị từ 3 đến 4 bình ga để phục vụ việc nấu nướng trên biển. Những bình ga này do không được bảo quản kiểm tra an toàn thường xuyên nên đã liên tiếp gây họa cho tàu cá và ngư dân. Nhiều ngư dân đang ví việc mang bình ga lên tàu cá thì không khác nào như là đưa bom lên tàu, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hàng năm, trên địa bàn Quảng Ngãi đã có rất nhiều vụ cháy trên tàu cá đang neo đậu hay đang đánh bắt hải sản, gây thiệt hại về người và tài sản. Lôi từ chiếc này qua chiếc kia, từ mấy chiếc kia trái trước, rồi mới tới chiếc nữa, rồi mới tới chiếc bên này. Thế nhưng, qua kiểm tra một số tàu cá hoạt động tại cảng cá ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, thì lại có nhiều tàu cá không trang thiết bị chữa cháy. Các chủ tàu đều biện hộ cho lý do việc không trang bị bình chữa cháy. Quá trình đi biển, rồi nó lâu, rồi nó gãi cái cò, rồi nhiều cái mình cũng có đây mình bỏ. Nó chét này mình đục chứ. Chứ còn nó để làm gì đâu, để nó chét nó đắt chân xuống ghe mà. Đắt xuống ghe cọc như đây chứ đâu mà, nó chét nó rỉ ra nè. Các chuyến tàu khai thác xa bờ, ngư dân thường sử dụng 4 đến 6 bình ga loại 12 kg để nấu ăn. Mặc dù sử dụng nhiên liệu dễ cháy nổ, nhưng ngư dân chưa quan tâm đến việc đảm bảo an toàn. Tại khu vực tàu cá Quảng Ngãi, hầu hết các tàu cá đang neo đậu đều sử dụng bình ga để nấu nướng. Các bình ga để lộ thiên, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Bếp và bình ga không được bố trí hợp lý, chưa cách ly với khu vực máy tàu. Nhiều tàu thuyền không trang bị bình cứu hỏa. Một số bình ga còn bị hoen rỉ, ống dẫn ga bị cũ nứt, dễ rò rỉ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cháy nổ, nhưng phần lớn là do ngư dân thiếu cẩn trọng trong quá trình nấu nướng. Khi một cái bình ga không đảm bảo, đem ra biển gặp muối ngày đêm phơi nắng như thế thì nó sẽ nhanh bị rỉ hơn. Khi bị rỉ mà gặp cái bình ga không có đảm bảo về chất lượng thì nó sẽ nguy hiểm cháy nổ rất cao. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo và tuyên truyền đến ngư dân cần phải nâng cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ trên tàu. Đặc biệt các chủ tàu cần trang bị trên tàu đầy đủ phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt trên tàu. Tuy nhiên sự bất cẩn, chủ quan, coi thường của không ít ngư dân chính là hiểm họa bom ga trên tàu cá.